Choáng trước những món quà tiền tỷ mà các mỹ nhân showbiz từng được tặng. Ai cũng phải ghen tị khi thấy những mỹ nhân showbiz này nhận quà khủng có giá trị tiền tỷ từ chồng hoặc bạn trai. Không chỉ nổi tiếng thành công ở nhiều lĩnh vực, các mỹ nhân VIP này còn khiến người hâm mộ ghen tị khi được ông xã hay bạn trai dành tặng những món quà khủng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Ông Cao Thắng cùng góp vốn với Đông Nhi mua siêu xe 13 tỷ. Mới đây, Đông Nhi vừa chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh chụp cùng chiếc xế hộp mới kèm dòng trạng thái: "Chào mừng em đã về với đội chị. Đây là chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus đời 2016. Do ông Cao Thắng và Đông Nhi đặt hàng mua từ thưởng cho thành quả của cả hai sau một năm 2016 làm việc cực lực. Tại Mỹ, trị giá của chiếc siêu xe R8 V10 Plus có giá khởi điểm khoảng 190.000 đô, hơn 4 tỷ đồng. Nhưng khi về Việt Nam, giá lên đến khoảng 13 tỷ đồng, ngang ngửa siêu xe Lamborghini. Trong năm qua, Đông Nhi đã đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp như hàng loạt những bản hit đình đám, các giải thưởng trong nước, quốc tế, giám khảo chương trình Giọng Hát Việt Nhí, live show kỷ niệm 8 năm ca hát. Đứng sau những quả ngọt ấy là sự hỗ trợ, giúp sức hấp mình của ông Cao Thắng. Nhiều người hâm mộ suy đoán chiếc xế hộp vừa tậu là quà của ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi, nhưng thực chất phần thưởng này được góp sức bởi cả hai sau những ngày cùng nhau làm việc vất vả. Thủy Tiên hạnh phúc nhận đồng hồ 350 triệu từ ông xã nhân kỷ niệm 9 năm yêu nhau. Nhân kỷ niệm 9 năm yêu nhau, Công Vinh đã tặng bà xã Thủy Tiên chiếc đồng hồ kim cương có giá lên đến 350 triệu đồng. Trước đó, nam cầu thủ còn dành tặng vợ của mình nhiều món quà vô cùng đắt tiền, bao gồm trang sức, túi xách và xế hộp với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Món quà đắt tiền Công Vinh dành tặng Thủy Tiên nhân kỷ niệm 9 năm yêu nhau. Trong những dịp đặc biệt, ông xã nữ ca sĩ dành cả thời thanh xuân để yêu ai đó, cũng luôn có những món quà bất ngờ cho một nửa của mình. Ngọc Trinh và những món quà khủng từ bạn trai tỷ phú. Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh và bạn trai tỷ phú Hoàng Kiều là đề tài được công chúng đặc biệt quan tâm thời gian gần đây. Ngoài chênh lệch về tuổi tác, điều khiến người hâm mộ choáng váng chính là những món quà mà nữ hoàng nội y nhận được từ bạn trai. Mới đây, người đẹp xuất hiện trong một sự kiện với một bộ trang sức kim cương đắt tiền. Theo tiết lộ, đây là món quà mới nhất mà ông Hoàng Kiều dành tặng cho cô. Bộ trang sức kim cương đắt tiền mà Ngọc Trinh đeo trong một sự kiện gần đây là món quà đặc biệt của bạn trai tỷ phú. Ngoài ra, người đẹp còn có một bộ trang sức khác với phần mặt có chữ "Anh yêu em". Ngọc Trinh thường mang bộ trang sức có ý nghĩa đặc biệt được tặng bởi ông Hoàng Kiều. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng thường xuyên khoe những món phụ kiện đắt tiền đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người phỏng đoán đây cũng là quà mà bạn trai dành tặng cho cô. Thu Minh thường xuyên nhận quà nghìn đô từ chồng Tây. Thu Minh là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng có sự nghiệp vững chắc và cuộc hôn nhân viên mãn nhất showbiz Việt. Kết hôn với tỷ phú người Hà Lan, Thu Minh được tặng rất nhiều món đồ đắt giá, chẳng hạn như những đính hôn kim cương, đồng hồ Rolex, nhẫn cưới hơn 6 tỷ, túi hàng hiệu trị giá 1,5 tỷ, siêu xe và những món quà khủng khác. Thu Minh thường xuyên xuất hiện trước công chúng với những chiếc túi xách đắt tiền hoặc những bộ trang sức bạc tỷ. Chồng của Thu Minh luôn dành cho cô những món quà giá trị trong các dịp đặc biệt. Phan Như Thảo được chồng tặng 3 căn biệt thự trước khi sinh con. Tháng 9 2016, Phan Như Thảo hào hứng khoe món quà mà chồng đại gia Đức An dành tặng con gái bồ câu sắp chào đời. Đó là 3 căn biệt thự được xây dựng tại Đà Lạt và Nha Trang. Theo đó, 2 căn được xây trên một ngọn đồi ở thành phố Đà Lạt, căn thứ 3 đặt tại bờ biển Nha Trang. Phan Như Thảo được chồng tặng hẳn 3 căn biệt thự trước khi cả hai đón con gái bồ câu sắp sinh. Ông Cao Thắng gây sốc khi mạnh tay tặng siêu xe 13 tỷ cho Đông Nhi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đông Nhi là cô nàng hạnh phúc nhất showbiz Việt khi được bạn trai tặng siêu xe 13 tỷ. Mới đây, Đông Nhi vừa vui mừng hạnh phúc khoe trên trang cá nhân chiếc xế hộp mới cùng dòng chia sẻ: "Chào mừng em về với đội chị. Được biết, đây là chiếc siêu xe do bạn trai ông Cao Thắng đã đặt hàng mua tặng bạn gái. Giá bán của chiếc xe vào khoảng 13 tỷ đồng." Dòng trạng thái của Đông Nhi chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Đông Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sung sướng trước món quà tiền tỷ mà bạn trai ông Cao Thắng đã tặng. Một số bạn bè như Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, nhạc sĩ Đỗ Hiếu và khán giả đã thể hiện sự ganh tị trước hạnh phúc của nữ ca sĩ "Trách ai bây giờ".
Sau năm 2015 thành công, năm 2016 được xem là khoảng thời gian thăng hoa nhất trong 8 năm hoạt động nghệ thuật của Đông Nhi với những cú bùng nổ qua các dự án, giải thưởng và uy tín. Thành tựu mới trong nghệ thuật đã đưa tên tuổi nữ ca sĩ thăng hạng và trở thành trụ cột mới trong làng V-pop. Ngọc Trinh đáp trả bằng một từ duy nhất sau ồn ào chia tay tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi. Ngọc Trinh đã chính thức phản hồi trước tin đồn chia tay tỷ phú Hoàng Kiều sau vài tháng yêu nhau. Sau ồn ào Ngọc Trinh đã chia tay bạn trai tỷ phú Hoàng Kiều, cộng đồng mạng bất ngờ dậy sóng. Theo đó, cộng đồng mạng suy đoán từ một đoạn status được viết trên trang cá nhân của quản lý Vũ Khắc Tiệp rằng trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan, hoa rơi hoa nở hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình vẫn tan. Ngay lập tức công chúng quy chụp rằng ông bầu của nữ hoàng nội y đang nói về rạn nứt tình cảm giữa Ngọc Trinh và bạn trai tỷ phú. Tuy nhiên, trước những ồn ào rằng chia tay tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh chỉ đáp trả bằng một từ duy nhất là khùng. Đồng thời, phía Vũ Khắc Tiệp cũng phủ nhận tin đồn này và cho rằng status của anh chỉ đơn thuần là một bài thơ mà anh tình cờ đọc được, thấy thích chứ không ám chỉ bất cứ điều gì. Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh vẫn đang rất hạnh phúc. Chuyện Ngọc Trinh yêu người đàn ông lớn hơn mình đến 45 tuổi đã khiến công chúng dậy sóng và tranh cãi với nhiều luồng ý kiến. Thế nhưng, dù bị ném đá thì hai người vẫn đang hạnh phúc. Hiện tại, tình cảm của nữ hoàng nội y với bạn trai và các thành viên trong gia đình tỷ phú Hoàng Kiều đều rất tốt đẹp. Bỏ qua những lời nói công kích không hay từ công chúng, sau tất cả, Ngọc Trinh hiện đang rất hạnh phúc bên tình yêu mới của mình. Phi Thanh Vân bịt mắt chồng, tự lái xe chở ông xã đến nơi đặc biệt. Tuy đoán được từ trước nhưng Bảo Duy cũng khá bất ngờ với buổi tiệc rất lãng mạn mà Phi Thanh Vân chuẩn bị. Nhân dịp ông xã đón tuổi 32, tối qua 5 tháng 1, Phi Thanh Vân bất ngờ tổ chức sinh nhật bí mật cho chồng tại một nhà hàng sang trọng tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, nữ hoàng giao kéo đến chọn một góc riêng tại nhà hàng. Cô tự mình đặt hoa, bánh kem và tự trang trí không gian buổi tiệc thật lãng mạn để tạo sự bất ngờ cho Bảo Duy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Phi Thanh Vân trở về nhà và yêu cầu Bảo Duy bịt mắt lên xe hơi do cô cầm lái từ nhà chạy đến điểm tổ chức sinh nhật. Tuy đoán được ý đồ của vợ từ trước, nhưng Bảo Duy cũng khá bất ngờ với buổi tiệc rất lãng mạn mà bà xã cất công chuẩn bị. Phi Thanh Vân cũng cho con trai xuất hiện, bé Tấn Đức vừa tròn 11 tháng tuổi, được vú nuôi âm thầm đưa đến sau bố mẹ bằng taxi. Hết sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bảo Duy nghẹn ngào trong ngày đón tuổi mới. Gia đình Phi Thanh Vân cùng nhau đốt nến và cầu nguyện. Nữ diễn viên cùng con trai hát bài sinh nhật tặng Bảo Duy. Sau khi thưởng thức buổi tiệc, họ ra về với niềm hạnh phúc dâng tràn. Dù đang rất hạnh phúc và đã đăng ký kết hôn, nhưng khán giả vẫn mong đợi lễ cưới của vợ chồng Phi Thanh Vân. Cô cũng xác nhận cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào giữa năm 2017. Hiện tại, Phi Thanh Vân gần như giải nghệ khỏi showbiz. Cô tập trung cho công việc kinh doanh và thỉnh thoảng tham gia một vài sự kiện của người quen.